Chúng ta hôm nay tại đây Bao nhiêu năm nay đề sự Giới định tuệ Nhân giới sanh định Nhân định phát tuệ trong giới đặc biệt là đề xướng ba nền tảng của nho thích đạo đây là nói với ai nói với những người trẻ tuổi quý vị muốn học phật nhất định phải có nền tảng trên 60 tuổi có tư tưởng tượng khác Nền tảng đó có thể không cần học Chỉ cần nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ Tôi không có căn Căn ở nơi Phật a di Đà Quý vị tự nghĩ xem Tâm của quý vị đã biến thành Phật a di Đà Hành vi cũng là Phật a di Đà Như vậy còn phạm sai lầm ư sẽ không phải Trong Phật Pháp gọi đây là Đạo Cộng Giới Nhất tâm niệm Phật là Đạo Đạo của Phật A-di-đà Trong này đầy đủ duyên mạng Tất cả giữ luôn. Quý vị muốn hỏi Bây giờ tôi mới 30 tuổi Tôi nhất tâm niệm Phật được chăng ừ. Nếu no, quý vị nhất tâm niệm Phật cũng được Quý vị xem mấy năm trước Cư sĩ Hoàng Trung Sướng ở Thẩm Quyến Hình như là 31-32 tuổi Anh ta nhất tâm niệm Phật Chỉ một bộ kinh vô lượng thọ Mỗi ngày đọc một biến kinh vô lượng thọ Niệm Phật không gián đoạn anh ta làm thí nghiệm, thí nghiệm cho chúng ta thấy Biểu diễn cho chúng ta thấy Ba năm Vì đọc trong giảng sanh truyện Trong tịnh độ thách hiện lục Rất nhiều người điều niệm Phật ba năm giảng sanh Anh ta đến hỏi tôi Phải chăng những người này ba năm là hết họ mà Nên giảng sanh Tôi nói điều này không thể Đâu mà trùng hợp đến thế Một hai người còn có thể ở đây hầu như chiếm đại đa số Nói vậy không hợp lý Vậy là nguyên nhân gì? Công phu niệm Phật của họ thuần thuộc Chỉ cần niệm định công phu thành kiến Họ được tự tại giáo Họ mạng vẫn còn nhưng họ không cần Cứ thế ra đi Hoàng Trung Sướng đã làm thí nghiệm Cư sĩ hướng tiểu lợi hỗ trì cho anh ta anh ta bí quan cầu ba năm công phu thành viên tự tại giáng sanh anh ta niệm được hai năm mười tháng còn thiếu hai tháng biết trước giờ chết giáng sanh anh ta chưa học đệ tử quy cảm ơn thiền, tập thiện nghiệp đều chưa học một câu a di đà phật tất cả giới luật được bao hàm trong đó Nhất tâm niệm Phật Tất cả ta muội Thiền định cũng bao hàm trong đó Một câu Phật hiệu này Viên mãn hết tất cả Vấn đề này xảy ra thời gian gần đây Làm cho chúng ta thấy Bởi vậy khi thật sự hạ quyết tâm cầu sanh Tây Phương tịnh độ Như vậy thì không cần Nhưng nếu như còn muốn ở thế gian này Thì phải khiến cho Phật Pháp hưng thịnh Tục Phật quỷ mà Hoàng Pháp lợi sanh Phải làm tấm gương tốt